Đinh Quang Thái Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với phần tin tức nổi bật vào chiều hôm nay. Vì lời chào Đinh Quang Thái. Kính chào quý khán giả của Liên TV và Hoàng Trọng Thủy. Trong phần tin tức nổi bật hôm nay có hai đề tài. Thứ nhất là cuộc bầu cử ở một đất nước sát với biên giới Mexico, Guatemala và tin nổi bật thứ nhì liên quan đến việc ông cựu tổng thống Trump từ chối tham gia cuộc tranh luận đầu tiên của đảng cộng hòa do đài fox tổ chức à, thưa quý khán thính giả à, lý do chúng tôi tập trung vào cái cuộc bầu cử ở Guatemala trong bản tin cũng đề cập đến rồi bởi vì đây là một quốc gia dân chủ nhưng lại tham nhũng khủng khiếp luôn và mặc dù người dân đi bỏ phiếu rất là đông trong những cuộc bầu cử trước đây họ tin tưởng vào một ứng viên tổng thống bầu lên xong rồi rồi chỗ nào đi vào chỗ đó người ứng viên tổng thống đó trở thành tổng thống sau đó bị ảnh hưởng bởi các phe phái tình trạng tham nhũng cửa quyền tiếp tục đè nặng lên Guatemala và vì thế chúng ta mới thấy được cái làn sóng người dân của Guatemala 17 triệu người này tiếp tục bỏ xứ sang Mexico để vào Mỹ cái số lượng rất đông cho đến giờ phút này không ngăn cản họ được tuy nhiên trong cuộc bầu cử vừa qua người dân bày tỏ sự hy vọng họ chán ngán quá nhiều trong thời gian qua. Cuối cùng một ứng viên có thể nói rằng vô danh tiểu tốt, chưa ai biết ông không ai, biết ông là ai ngoại trừ những người già trước đây đó từng biết với những vị tổng thống khác thì biết được ông Arevalo Bernardo Averalo, 65 tuổi. Thì cái chiến thắng của ông trên 20% so với ứng viên mà họ nghĩ rằng ứng viên này chỉ là một cái bước đi kế tiếp của thành phần tham nhũng biển thủ cửa quyền của Guatemala. Và vì thế ông chiến thắng. Vấn đề chính hiện nay cái chiến thắng này liệu rằng ông Arevalo có giữ được lời hứa chống tham nhũng và cải cách của ông hay không? Quang bản tin này thưa anh Đinh Quang Thái, cái vấn đề liên quan đến một xứ sở dân chủ, đặc biệt ở Guatemala và các quốc gia vùng Trung Mỹ và Nam Mỹ đó, rất là dân chủ bầu cử được liên hợp quốc công nhận là có một bầu cử thẳng thắn đàng hoàng thế nhưng cuối cùng nó để đi vào con cái con đường mòn là người dân vẫn tiếp tục tham khổ nghèo đói rồi uh, tham nhũng mọi thứ ma túy thứ vân vân đại khoản lại như vậy đó cái câu hỏi đặt ra là dân chủ có nghĩa có đồng nghĩa được với vấn đề mang lại no ấm thịnh vượng cho người dân hay không trước khi trả lời câu hỏi của anh Hoàng Trọng Thủy thì tôi hỏi ngược lại một câu dạ. Thế vì tôi nghe anh trình bày nãy giờ đó, anh rất nhấn mạnh cái cái chữ là Guatemala là một nước dân chủ. Yeah. Is that right? Real? Yeah, nó có thật chứ không <laughs> Có thật không Tại vì người dân theo, đi bỏ Theo 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 anh anh hiểu thì Guatemala có một nước dân chủ. Khi nào? mà anh gọi là dân chủ, mình no. nghĩa là họ được no. quyền no. đi bầu cử công bằng. No. Người dân đi bỏ phiếu no. công bằng. No. <laughs> Tại sao nó có một cái chữ là cộng hòa chuối? Cộng hòa chuối mẹ. Yeah. Republic of ba, Banana Banana Republic nó chỉ nước này có biết đâu, nó chỉ Guatemala. Guatemala từ thập niên 1965 lúc tôi mới lớn khôn lên đó, ừ. đã được học ở Việt Nam là Guatemala là một nước cộng hòa chuối, chuối, bởi vì nó sản xuất chuối nhiều. Nhưng mà ngoài ra đó thì Guatemala là một cộng hòa chuối hiểu theo nghĩa là nó không có dân chủ, nó gọi là bề ngoài dân ừ. chủ thôi, thực chất nó không phải là một chế độ dân chủ. Cái điều thứ hai anh bảo là các nước vừa vùng uh, Trung Mỹ chẳng hạn cho. cũng là dân chủ chứ nữa. Cũng không đúng nốt. Là bởi vì khi một nền dân chủ cũng vẫn có tam quyền phân lập uh, hành pháp, lập pháp, uh, tư pháp. Nhưng mà người dân đi bỏ phiếu dưới áp lực của nòng súng hoặc là áp lực của các ừ. thế lực cầm quyền. Đó không phải là dân chủ. Đó, uh, đó là chưa kể tôi chưa biết là liên hợp quốc có chứng thực là những cái cuộc bầu cử tại đó có được trong sạch hay không nhưng mà đưa một thí dụ thế này đi cuộc bầu cử mới đây tại campodia người ừ. dân cứ đi bầu đúng đúng không ừ. nhưng mà người ta biết trước là con hun sen xây ừ. lên mà tra truyền con nối và những những quan sát viên quốc tế được mời tới campodia người nào cũng được trả tiền vé máy bay khách sạn và được cho quà nữa thì không thể gọi đó là một thể chế dân chủ được mặc dù nó có tam quyền phân lập nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ngày hôm nay do đảng cộng sản việt nam cai trị có dân chủ thôi không dân chủ không dân chủ nhưng mà nó là tam quyền phân lập đấy cả <laughs> nó có nhà nước phải không? đứng đầu nhà nước lên chủ chủ tịch nước như thế có chính phủ có quốc hội và có tư pháp tức là tối cao pháp viện ừ. nhưng mà nó hoàn toàn không <laughs> dân chủ bởi vì nó người dân đi bỏ các những người mà làm truyền thông của chúng ta bị một cái chữ này mà tôi không biết tại sao không sửa được cái dùng chữ bầu chọn bầu ừ. chọn có nghĩa là gì không bầu chọn có nghĩa là đảng chọn dân bầu ừ. <laughs> một thể chế dân chủ thì không thể bảo là người dân bầu chọn cho một ứng cử viên nữa ừ. người dân đi bỏ phiếu tín nhiệm một ứng cử viên cái chữ bầu chọn là chữ của các chế độ độc tài đảng cộng sản việt nam nó chọn một số ứng cử viên và nó đưa ra nó bảo đây này quý vị dân người dân bầu cho những người này đi thì đó là bầu chọn tức là đảng chọn và dân bầu. giờ trở lại vấn đề của Guatemala, cái câu hỏi của anh là dân chủ có đem lại uh, có đồng nghĩa vấn đề nó no ấm hạnh phúc thịnh vượng cho người dân nên nó, nên nó ngược lại thế này ừ. muốn có một đời sống kinh tế no ấm và hạnh phúc thì đất nước nó phải có dân chủ phải có dân chủ. Tôi đưa một thí dụ cụ thể sát sườn ngay đối với dân tộc Việt Nam. Ừ. Năm 1986, Nguyễn Văn Linh là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp đại hội đã phải tuyên bố một câu rằng không đổi mới thì chết. Ừ. Bởi vì sao? Cái chế độ độc đảng đó nó ngăn sông cấm chợ, nó bắt người ta là phải buôn cái này, bán cái kia, cấm mua cái này, cấm bán cái kia. Cả đất nước trôi vào sự khủng hoảng nghèo đói. Bộ mặt của Việt Nam ngày hôm nay tương đối kinh tế phát triển ấy, là do quyết định từ năm 1986. Tức là Đảng Cộng sản Việt Nam thấy rằng không đổi mới thì chết, tức là bung ra để cho dân chúng được tự do làm ăn. Đó là tôi chỉ nói về phương diện có một phần tự do kinh tế thôi. Lúc mà Nguyễn Văn Linh và ông Trần Độ là lãnh đạo của văn hóa tư tưởng của Đảng Cộng sản ấy, Nói rằng văn nghệ sĩ từ ngày hôm nay đừng có suy nghĩ bằng cái đầu của người khác nữa. Có nghĩa là đừng ng nghe lời đảng nói gì thì viết cái đấy. Cho nên chúng ta mới có những tác phẩm hay. Của Ma Văn Kháng nè, uh, của Dương Thu Hương nè, của Nguyễn Huy Thiệp nè. Rồi của um, uh, những ông như là ông, uh, như bà Phạm Thị Hoài v.v. V. Còn nếu không thì cả dân tộc trôi vào một cái sau trại lính. Nói tóm lại điều kiện để một đất nước người dân có được đời sống kinh tế tốt đẹp và có hạnh phúc thì bắt buộc phải có dân chủ và tự do. Phải có dân chủ và tự do. Nhưng mà trở lại với Guatemala đó, họ nói đất nước này trong quá khứ đã có dân chủ thực sự rồi. Chính họ ông nói... bố của ông Arevalo này là cũng là do dân bầu ra và ông đã đi theo cái con đường cải cách. Nhưng mà rồi cuối cùng bị những cái áp lực của những cái thế mà họ muốn tạo ra cái động lực chính trị cho nên cuối cùng chúng ta thấy một đất nước do châu rồi đi theo cái con đường có người dân đi bầu đi chăng nữa đó nhưng mà nếu có thành phần lãnh đạo trong đó những cái phe phái phe nhóm nếu mà họ muốn trù dập họ ám sát họ thực hiện họ đe dọa rồi vấn đề áp lực cho nên người dân thực sự chúng ta nghe thấy người dân tôi đi bỏ phiếu và lần này 20% mươi cho dù có áp lực hay không áp lực bên phía bên kia bỏ tiền ra để mua phiếu hay là uh, 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 mua yes. chuộc người đi bỏ phiếu người ta vẫn ủng hộ trong Arevalo mặc câu dù chưa biết ông có làm được gì à. cho đất nước hay không cái câu mà ông Arevalo nói ngày hôm qua thì tôi thấy nó phản ánh đúng được cái tình hình hiện nay tại Guatemala ừ. ông bảo người dân đã lên tiếng tức là sau một nhiều cái triều đại của các vị tổng thống nói là dân chủ nhưng mà rốt cuộc cũng cầm quyền bằng khẩu súng đó à thì bây giờ người dân người ta vào is enough, luôn ừ. rồi và người ta nổi dậy, nổi dậy đi bằng lá phiếu. thì chúng ta hy vọng rằng sau cái đợt bỏ phiếu này đó, Guatemala sẽ từ từ tiến tới một thể chế dân chủ chứ chưa nói là dân chủ <laughs> thật. Đấy. Bởi vì cái tệ nạn lớn nhất của những quốc gia như là Guatemala và đừng nói gì xa, Mexico là quốc ừ. gia cạnh nước Mỹ. đây, Mexico là một quốc gia dân chủ. đấy nhưng mà băng đảng cầm quyền đấy, băng đảng mua chuộc chính quyền, ừ. tức là cái tệ nạn Chủ là tham nhũng miếng. của băng đảng nó đục ruống vào trong bộ ừ. máy chính quyền. Thì nếu có thì giờ chúng ta sẽ bàn thêm một từ 1 2 phút nữa thôi. Dạ vâng. Muốn chống băng đảng và muốn chống tham, nhũng. tham nhũng thì cần những điều kiện gì? À. Chúng tôi trở lại ngay sau phần uh, quảng cáo của quý vị nhé.